hôm nay nó cũng như ngày hôm qua, mặt dầu cũng như mặt mỡ, dù răng cũng như dù sọc, mà dù nào cũng giải hợp tác xã bán ra. Hôm nay bà con đến đây hợp tác xã của mình để nhận giống đánh thưởng. Giống của mình năm nay rất là tốt, nếp hôm mình hôm nay rất là ngon. Tôi có nấu thử đêm hôm rồi, nó dẻo đến nỗi mình nó dính trên vách luôn. Chó thấy vậy bay lên dính chó trên luôn. Thí sinh tiếp theo. Trời ơi bảo có phòng ba, chỉ một mình ta mà chống đỡ tới hai người. Chị xin chào em nhà Trường Giang. Nhà Trường Giang. Hơ Ri Thành ơi, chị cũng chào em. Chết cha, sao giống cầu xin vậy? Chào Tiến Lực. Dạ. Cùng tất cả trong phim Trường Sao Hồng vỗ tay đại khuyên kích tính thần. Bây giờ mới bắt đầu thi, bấm chuông đi. Bấm chuông kìa. Chị có 60 giây vô chị. Ôi trời. Chuẩn bị. Bấm chuông rồi. Rồi, chị chuẩn bị xong đi, bấm lại. Chị chuẩn bị xong đi đã. Bấm. Em bấm nãy giờ mười mấy giây rồi. Ủa chị ơi. Trời ơi. Coi lại cái chuẩn bị lại, chạy. Khoan, chị bình tĩnh. Chị đứng ở đó đi. À. Làm lại chứ chị không có thời gian nhiều. Không có thời gian nhiều. Xong chưa Lực? Chưa. Rồi. Chưa xong. Chị hỏi chị xong chưa mới đúng á. Rồi. Chị xong chưa? Rồi. Rồi, 60 giây của chị bắt đầu. Thành, sao đám giỗ hôm nay em không về? Mày biết đám giỗ má năm nào mày cũng về. Dạ. Bữa nay mày dặn 50 lít bia, ký bia, kết bia mà mày không về. Mày để Kha đi qua nó về. Nó quất cho tao một thùng rượu. Dạ. Nè, mày thấy không? Xin lỗi mày chị. Mày về mày trả tiền rượu đi. Rồi mày buồn tao vậy? Đâu có buồn gì nữa. Tao nói mày nghe, ở quê tắm xong thì nó bình thường vậy. Đúng. Mày leo xuống cây mày u mày nhảy xuống cho nó lách cái quần cái mày giận tao năm nay mày không về à. Bây giờ vậy nè, mày uống miếng cho tao đi thì mày hết giận tao. Còn mày không uống là mày giận tao thiệt á. Nè, đi thăm cái mày xuống mày uống trà mày quất 10 lít rượu. Động trời không? Đó. Mỗi lần á mày dặn bia là được rồi. Bữa nay mày đem rượu chứ dạ. Quá thông minh. Gài có duyên quá. Cô trở lại chỗ cũ đi cô. Cô gài có duyên quá. Chúc mừng cô vừa có 2 triệu. Quá vậy. Đừng có chữ Hariro nó khùng nữa nha. Mày thương nó có biết đâu. Nó về nó mét tao nó chị coi. À mình hết thi rồi. Ông cứ ông chữ ông khùng hoài. Để dành lát thi nữa. Cô vừa có 2 triệu. Cô có muốn thi nữa không? Cái đó là thi rượu, nữa. Cái đó là rượu thiệt đó mấy bạn. Hồi nãy tôi ngu tôi quất vô là chết tôi rồi. Rượu thiệt đó. Nhưng mà cô gài có duyên lắm, hiểu không? Tại vì cái thế cô đưa cho nó là bây giờ mày nè không giận tao thì mày quất với tao ly này. Đúng không? Tại vì đúng tâm lý là cái người đó là phải uống tịnh để không giận cô. Rồi. Mừng quá Lực. Thôi. Sao hôm nay mày xuất hiện? Dạ. Thôi mày. Bây giờ... Quá tuổi lên ăn bánh xèo mày không theo mày lên. Dạ chị ơi, cô ơi bây giờ cô có thi nữa không cô? Ừ, giống bà nó ghê luôn. Cô biết ba luật luôn hả cô? Ừ. Đậu giống y anh hai tao. Biết là biết ba luật luôn. Ừ. Thôi bấm đi. Làm luôn. Bấm luôn nghe. Rồi. Dạ rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Micro đầu máy đồ. Đâu rồi? Dàn ekip đâu mất tiêu rồi. Rồi chuẩn bị rồi phải không? Alo. Kính thưa đồng bào. Sau lưng là đồng ruộng. Và trong túi tôi đồng tiền. Hôm nay nó cũng như ngày hôm qua, mặc dầu
cũng như mặt mỡ. Dù răng cũng như dù sọc, mà dù nào cũng giải hợp tác xã bán ra. Hôm nay bà con đến đây hợp tác xã của mình để nhận giống đánh thưởng. Giống của mình năm nay rất là tốt. Nếp hôm mình hôm nay rất là ngon. Tôi có nấu thử đêm hôm rồi, nó dẻo đến nỗi mình nó dính trên vách luôn. Chó thấy vậy bay lên dính chó trên luôn. Bạn đã chiến thắng vàng rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn đã đẹp rồi. Chúc mừng cô vừa có 10 triệu đồng. Ở đâu ra cái loại nếp mà dục lên tường dính tường, rồi con chó thích ăn phóng vào dính con chó. Con gà quên đi, quên con gà mổ dính gà trển nó rớt không được, nếp nó dẻo quá. Con chó vui hơn. Rồi con chó nó mới bay lên tát gà dính chó trển luôn. Quên. Duyên, không cái đó duyên. Cái đó vui hơn cái này. Cái đó vui là Trường Giang cười liền luôn á. Đó là cười á. Nhưng mà cô được một cái rất hay mà nhiều thí sinh tham gia chương trình không có, tức là cô nói xong một câu, cô không việc gì phải vội vàng và tất cả mọi người đều phải chờ đợi cô nói câu thứ hai. Và quan trọng là cô biết cách sử dụng cái từ cái âm sắc của cái từ miền Nam. Giống như năm là cô nào nói là năm nào đi rồi nhất định năm nay lấy lợi những gì đã mất, hay là đã mất lợi những gì đã có. Rồi bây giờ là mình đang ở vòng thứ hai, là mình mang về được 10 triệu tiền thưởng. Bây giờ mình có đi tiếp nữa hay là không? Mừng lắm rồi. Đi về bán chè, nấu chè, bán này cũng mê, bữa nay nghỉ mà. Chưa phải bán xôi hả? Nó mê quá, bán chè. Chưa phải bán xôi dính chó trên hả? cô thông minh lắm, cô nghĩ ra cái ý thông minh lắm. Mặt dầu với lại mặt mỡ đó. Rồi dù rằng với dù sọc đó. Rằng ri rồi sọc rồi đó. Rồi đó, ừ đó. Bây giờ tiếp đi, thiệt. Đang vui lắm, dễ cười lắm. Tiếp đi, 10 triệu. Mà có không? Cô còn chuẩn bị gì nữa không? Còn chứ, dễ còn gì không? Còn nghèo mà không dám. Bây giờ nó có hai phương án. Một là lấy tiền xong diễn tặng một cái cho chương trình cho mọi người vui. Hai là cảm thấy vui chơi tiếp, tại vì bây giờ còn 20 triệu, 40 triệu còn chưa trao cho ai hết. Thiệt quá đang, trời đang, tiền đang thèm trao giải lắm. Asanzo quá trời rót, quá trời vô đây mà không diễn luôn. Rồi tao ghiền mày quá là cơ. Cái gì vậy sao tự nhiên? Cái gì mà chia sẻ tình cảm riêng vậy? Còn hai đứa này cô có ghiền không? Tao coi nói với con Trang quên rồi, tao ghiền quá rồi. Trang quên rồi hả? Ghiền luôn thôi. Hai đứa nó cứ nói Trang biết rồi. Nó tụi cưng ghê luôn, bữa nay tao gặp mày. Ông hai đứa này như không khí vậy. Trời ơi, hai đứa bay tao coi với tao khùng mà Giang ở ngoài đẹp hơn ở trong TV nữa. Trời ơi, tao khùng. Mà đứa này sao? Đứa này biết đẹp. Sao không? Đứa này sao? Coi, đứa tao bán chè mà lát nhát như điên rồi đó. Đất Thành với Hai Quan, hỏi cho Hai Quan cứ nói anh cứ em chửi em khùng hoài, ngồi tới dám giám khảo. Còn anh mày nói con mắt của mày á, mắt ta là cửa sổ tâm hồn. Còn em của bà, mắt của ông Thành á là cửa cái của tâm hồn. Cửa cái luôn. Ờ, ý là nói mày làm chương trình gì mày cũng ngồi mày khóc trước hơn người ta hơn. Ông mê mày lắm luôn. Bữa nay, ông nào? Ông anh rể mày quên rồi hả? Mày biểu tao thì lấy ổng, em nói chị lấy ổng đi. Tuy rằng cái dễ bể là hồi đó là tôi xúi bà lấy chồng bà đó. Mày biểu tao lấy ổng rồi giờ mày nói bà ông nào? Lỗi chị em quên, xin lỗi chị. Dạ, xin lỗi. Phải không? Họ Quỳnh mình đọc ha, người nào cũng thông minh hơn. Dạ, tôi nói, ủa chị họ Quỳnh luôn hả? Quỳnh Thị Kim Dung, chị của Quỳnh đó nha. Bây giờ có thi nữa không? Có gì? Đi nấu dốc miết rồi nghe. Nãy giờ là chưa có vô vấn đề chánh, nó có thi nữa không? Có, nãy nó thi rồi. Thi không? Thi luôn. Thi luôn không? Được à. Tụi em là coi như là rất là nghe, tụi con là rất là quý cô rồi đó nghe. Đang là mê lắm rồi đó nha. Em mà sao kêu bằng cố, em trai mà người thì cũng dung. Nói chuyện kỳ có lộn. Chế. Em là coi như là mê chế lắm rồi đó nha. Nãy giờ là dành trọn thương yêu rồi đó. Nãy giờ thấy chế thanh xuân lắm rồi đó nha. Nhờ hai đứa luôn, tao nói bán chè lẩm bẩm như con điên. Nhờ vậy mà trẻ nó đỡ bệnh đó. Không thiệt hả chứ, vui đỡ bệnh. Hay lắm, lúc nào ông láp nháp biết gì. Dạ, kệ đi sao đâu, tối về đừng nói ông nghe là được rồi. Để ông ngủ, phải không, tội nghiệp, tao đi làm. Nhưng mà tiếng luật dễ thương ha, cưng. Cưng á. Mê là mê tiếng luật phải không?
Trời ơi, tiếng lực này thôi khỏi nói mày với anh Trang thôi, mày chết. Chết. Có bao giờ nãy giờ tiếng lực đứng dưới chắc mà đè mà quýnh quá thiệt á. Rồi bây giờ làm sao? Cao quá tự nhiên nó không có gần nữa chứ. Dạ, nó giống y anh hai ta à. Nó đậu giống y anh hai hay mày ha. Mình bớt bàn gì ai cho được đi. Vô. Rồi, 60 giây bắt đầu. Con mà cười được cho cô có tiền là con cười nãy giờ 80-90 lần rồi đó. Dạ rồi, mời cô. Tay ông bỗng nhiên bưng ly rượu rưng rưng tan vỡ trên bàn. Vừa xúc động nỗi niềm điên mà ông vượt. Alo, gì vậy? Quá tự nhiên, quá tự nhiên, rất là tự nhiên. Chịu chịu. 20 triệu. Chân thật. Quá là tự nhiên. Chịu đúng không Thuật? Quá chân tự nhiên. Thật dễ thương. Quá ca, chịu nổi. Ta ca giống Trang không? Mà không, tao chịu nó ca mà tối nào tao cũng bắt tới 10 giờ tao ngáp lên ngáp xuống. Bà Trang bác ca dở nhất cái Việt Nam này đó. Trang đó. Không nghe dở. Sao? Bạn không nghe sao? Bắt tới 10 giờ đêm nghe hát ngáp lên ngáp xuống là đi ngủ đó. Trời ơi, vợ tôi đưa cô vào giấc ngủ mà bạn. Đưa mà có ngủ được đâu, lo dòm nó ghét cái mỏ của nó. Thật ơi, cái gì? Chết với cái mỏ của nó. Quá, Trang ca tự nhiên alo rồi. Chết với bà luôn á. Đà giấc mộng đêm alo hả? Dễ thương cưng quá, cưng luôn thiệt á. Rồi giờ sao nè? Bây giờ nha, có 20 triệu rồi nè. Có bán nhiêu ly chè? Bán bữa 50-60 ly rồi con. Giá tiền bao nhiêu một ly cô? 10.000 ly. Bán ở cổng B Đông Nam ở huyện Củ Chi. 10.000 một ly. 60 ly là 600.000. Chà, 60.000 là cũng nhiều quá chứ. 600. 600 là lời hết 400 rồi. Mà à, đúng không? Mà 20 triệu rồi. 20 triệu rồi nha. Cả tháng á. Một tháng chè. Hơn. Hơn một tháng chè. Hơn tháng chè. Không quan trọng. Không quan trọng thấy chưa? Không quan trọng. Quan trọng là, quan trọng là xuống đây nè, gặp hết tất cả luôn. Mà nay có tiếng lực nữa, trời ơi. Đã. Coi như là kiểu gì cũng về tiếng lực. Tiếng lực là verdict đêm nay. Đang tập cái bài Ngô Kiến Huy cái tự nhiên cái xuống cái nghe tiếng lực rồi rap vô luôn. Ở vô cũng, luôn à? Mà cũng vô luôn đó chứ. Không, bây giờ Huy với là lực ai ngon hơn? Trời đất, đứa nào đẹp hơn? Đứa nào đẹp trai hết rồi. Cái gì? Đứa nào đẹp hết. Nói cái gì? Chưa. Đứa nào đẹp? Đứa nào đẹp hết? Xúc mà nắm tay tao cái coi. Em cái gì đâu mà trời đất ơi. Cái gì tiếng luật mà cũng được xếp vô hàng đẹp trai đó. Tao nói cái đầu nó giống anh hai tao. Anh hai cô đẹp lắm, con biết. Con biết anh hai cô đẹp lắm luôn á. Dạ. Bây giờ con dừng lại, con kể trường quay nghe em câu chuyện. Tôi với tiếng luật với Thu Trang thì quá thân rồi. Không biết tôi qua bên kia, tôi nghe mẹ của luật nói chuyện với luật là tôi mới hiểu tại sao là tiếng luật lại tự tin đến như vậy. Mà mẹ bà nói, ví dụ luật đây nè, luật sao mẹ mới làm ca sĩ luật, mẹ thấy con đẹp quá trời đẹp luôn á luật. Trời ơi trời, tôi hoang mang, tôi nói trời ơi, có phụ huynh, có mẹ với lại có cô như thế này họ dung túng hỏi làm sao ông luật mà không tự tin được. Gọi là thâm trang tôi mê nó quá. Không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm. Chưa bao giờ cuộc đời tôi thấy tôi cùi hủi, hất hủi một cách như người ở gia đình. Đó là không Thanh Trang nha con. Dạ. Dễ gì gặp nó. Dạ. Cũng không quan tâm luôn. Đêm nay là đêm của tôi. Bạn phải thông cảm, đêm nay là đêm của tôi. Đúng không? Đúng không? Đúng. Ok, đúng không? Đúng. Thì đó của bạn đó. Ok, đúng. Ở đây có 20 triệu nha cô. Thôi đứng lại, xuống tao bắt tay nó một cái thôi, đừng mơ. Con ơi con à, đứng lại tao xuống tao bắt tay nó một cái. Ráng dỗ mày, mày ốm lắm. Ốm hả? Ừ. Thôi mập xấu. Không phải, nó đẹp. Hả? Ốm cái ta đó có dấu chân chim liền. Tiền giang. Chứ bụng mập không có hả? Ừ. Về, hai đứa về. Vậy
ta ngưng rồi. Hả? Ngưng nghỉ. Ngưng gì? Nghe nè, bây giờ lát mình ra quán cà phê mình bàn chuyện này đi. Còn bây giờ mình đi. Thì đi, đỡ đỡ lợi rồi đó. Lạnh dữ hả? Lạnh chứ, nãy giờ bị hất hủi quá. Hất hủi. Coi như đứa ở trong gia đình. Thương. Tài đẹp trai ghê luôn. Không quan tâm. Trời ơi, trời, Chuông Giang với tiếng luật đẹp trai ghê luôn đó. Từng lắm. Không có. Có không? Quan tâm người ta. Quan tâm chứ. Vợ thì không? Không, nghỉ. Nghỉ. Ông mai giờ đẹp chứ. Bỏ ổng nhà mai giờ á. À, bỏ ổng nhà mai giờ hả? Sớm mai giờ đi xuống đây bỏ ổng nhà mình hả? Thôi lấy chục triệu về đắp cho ổng đi, ổng vui liền á. Vậy quá. Lấy tờ vé nhẹ giờ về cả xóm ai cũng mừng hết luôn. Mừng chứ. Không, 20 triệu dừng. Bây giờ vậy nè. Không, đúng là mấy đứa dặn nghe mẹ ơi, mẹ đừng thi nữa nó rớt cái gì. Bây giờ vậy nè, giờ lấy 20 triệu đi, coi như là dặn túi ha, cho nó an toàn. Xong diễn tặng thêm cái nữa. Được không? Hợp lý à? Hợp lý à? Khoan đi, hỏi ký tiếng luật đã. Luật sao luật? Hỏi ký tiếng luật đi, tiếng luật chịu không đã? Hỏi luật đi. Hỏi luật tư vấn cô đi. Cô thứ mấy cô? Cô thứ tư. Cô thứ tư hả? Thôi kêu chị đi, mà kêu cô già chứ. Người ta là chị chứ Thành mà kêu cô. Bữa đóng phim chung mày mà kêu chị, mà sao giờ kêu cô? Dạ chị bốn. À, dạ vậy là chị. Chị bốn, chị lấy 20 triệu chị bỏ túi trước. Xong rồi chị diễn phục vụ cho hai thằng bạn xấu quắc của con nó coi. Hả? Nhưng là coi cái diễn cái này bây giờ là có cười không cười thì cũng bây có giờ tiền. Vậy nè. À, thay vì bây giờ chị có duyên quá thì bây giờ á, chị có vào được vòng 5 hay không chăng nữa thì Trấn Thành với Trường Giang cũng cố gắng đề xuất với ban tổ chức là đưa chị vào vòng gala để quay trở lại. Có nghĩa là phải nghỉ bán chèm một ngày là lên đây quay tiếp đó. Nhưng mà cái vấn đề là mình có vào vòng gala hay không á, là bây giờ mình diễn thêm một vòng nữa mình được 40 triệu đường đường chính chính bước vô hiên giá trị nằm ở chỗ đó. Và mình thấy lấy thêm được 20 triệu là gấp đôi là 40 triệu. Bây giờ là mọi người quá thiện cảm, duyên dáng quá trời. Mà rồi. Thua là mất đó nghe. Đó. Chị suy nghĩ kỹ nghe chị. Mày hiểu tao luôn á. Bao nhiêu ly chè đúng không? Đúng rồi, một tháng bán chè đó, một ngày bán có 60 ly à. Không bán được có nhiêu tiền đâu, hiểu không? Rồi tới cuối tháng rồi mất 20 triệu là mất nhiều lắm á chị Bảy. Ê chị Tư, đừng nghe lời, hai đứa nó xấu, nó xấu tính, nó xúi vậy đó. Tôi đẹp mà, tôi khuyên chị đúng. Bây giờ làm sao là quyền quyết định là ở chị Tư đó. Không, căng chứ, 40 triệu căng à. Đi đi. Một là có 20 triệu. Thì tiếp chị Tư, tôi là người của công chúng nè, công chúng muốn thi tiếp là chị Tư tôi thi tiếp. À, lên bấm này. Dễ thương nè, ráng làm cái gì vui cũng được đó, thiệt quá duyên rồi, đang cảm tình quá trời rồi đó, quá cảm tình nè. Rồi, dễ thương quá. Xong chưa chị Tư ơi, giờ mình là người một nhà rồi nghe chị đừng ngại gì hết. 60 giây của chị Tư tôi bắt đầu. Alo. Ừ. Thì mẹ vẫn nói y như nãy thì con cứ gắng học đi. Người ta đọc chữ đàng hoàng. Nè, ừ thì con buôn bán, biết là con buôn bán, nhưng mà con đọc kỹ lại đi, người ta phải nói đi thi cũng vậy, cũng phải cho tròn, dành rõ chữ. Ừ, cá chép. Ờ. Ừ. Để bảng giá đàng hoàng bao nhiêu ký? Cá bóp. Cá chim. Ơ, ừ, mày để vậy là người ta đọc có chữ, người ta bỏ cái chữ cá là nó trật lắm. Ơ, ừ, cá hồi. Cá đuối đâu, con ráp lại coi. Chép, bóp, bà quên, cá lộn, có chép, có bóp, có chim, có hồi, có đuối. Mày đọc cái kỳ cổ quá, đọc đàng hoàng. Ờ, ừ, cá là cá, đọc là đàng hoàng. Còn bán chanh cũng vậy nữa. Chanh tươi mới hái, ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng. Tự nhiên mày rao chanh bến tre nước chảy re re chanh cái bè à, bốn mươi triệu cho chị Tư thôi. Run quá Thành ơi. Cái gì đâu mà run trời. Thôi chưa, tôi nói là thắng là thắng mừng. Đây đây, cái gì đâu mà run trời, chưa đâu mà dễ thương quá.
Mà đúng luôn á nha, đúng luôn á nha. Dễ thương quá trời, dễ thương. Xuất sắc. Bây giờ đã có 40 triệu này nữa không? 100 triệu. Một năm bán chè, một năm bán chè đó chị Tư ơi, chị nghĩ chị Tư. Bây giờ à. Sao bây giờ bán đó. Thôi. 5 triệu. Thôi thôi. Bây giờ là đã có 40 rồi, chơi nó. Biết hành biết phận. Đừng. Người xấu không bao giờ mà lấy chồng đẹp trai. Biết hành biết phận. Không, 100 triệu đâu dính tới xấu đẹp đâu. Ừ, thì biết rồi. Thì bảo toàn số điểm không bị chia đôi. Ý là cô nói là ví như là mình biết mình ở đâu, không không có tới cái quá cao đúng không? Nãy là đang tụ máu có nhiều huyết áp láo chết liền. Đó thôi là lấy tiền rồi thấy không? Như đó thôi. Bây giờ nè, từ đầu chương trình đến giờ đây là cái người phụ nữ quá đáng yêu, quá dễ thương, chân thật, mộc mạc, chất phác. Bây giờ 40 triệu đã có trong tay. Trường Giang, chào mời tiếp đi. Chào hàng tiếp, chào hàng tiếp. Ok, đây. Có ai muốn nhận cái đấy không? Ừ. Nghe này Giang, cái mặt cũng có sexy lắm, đừng làm gì thấy ghê lắm. Ừ, đúng rồi. Dạ. Có ai có muốn nhận cái đấy không? Thua làm sao? Cái gì? Thua. Không có thua đâu. Ở đây thật. Thua, mất tiền. Hiện nay 3.850 khán giả hiện nay đang coi như là mê mẩn với sắc đẹp này. Cái thứ hai, bùa hộ mệnh tiến luật nằm đây. Nghe không? Người yêu tiến luật nằm đây. Hai cái người bên dưới bây giờ quá yêu thương rồi. Bây giờ làm cái gì cũng có duyên, là làm cái cười liền, đơn giản. Trời bây đi, tiêu chè ơi. 100 triệu là 3 năm bán chè. Cái gì? Hơn nhiều. Rồi bây giờ thử nha. Chơi đi. Chơi chơi nha. Cô ơi, bây giờ có thi 100 triệu hay không? Con á, mẹ nói cho con nghe, điện thoại hoài nó tốn tiền lắm. Bây giờ á, con lo làm ăn đi, mình kiếm ít tiền á thì mình dùng sức, còn mình kiếm nhiều tiền như cậu mày á thì dùng cái số, ta nhờ cái số người ta mới giàu. Còn buôn bán con nói chuyện cho nó đàng hoàng, nói chuyện phải lễ phép. Cũng như bây giờ á, con bán thịt bò, con mời người ta chị mua thịt bò chị, người ta mới gì đi ngang biểu bò chị, con ế quá rồi con khùng, bò chị bán thịt bò ta đi ngang bò chị. Còn sầu riêng á, thôi tới sầu riêng người ta ngon người chết à. Chị, em khui ra cho chị ngửi, nó thơm lắm. Chị, em banh ra cho chị hửi, cái sầu riêng nó thơm lắm. Triệu cho chị Tư bán chè. Bây giờ em nói thật là chị là có một cái ưu điểm á, là cái tự nhiên á. Thấy thương bảo quá. Thật sự á, những cái câu đó nó không có dịp nếu mà ném một người đó đọc nó không có gì mắc cười hết chứ. Nhưng mà do cái tự nhiên ở trong hài nó có hai cái, một là tự nhiên, thiệt là tự nhiên, hai là kỹ thuật, thiệt là kỹ thuật. Còn chị là quá tự nhiên chứ còn những cái câu đó so với một người bình thường khác thì nói không gì cười hết chứ. Tại vì bản thân là chị đã có duyên rồi. Và cái thứ hai là cái sự chân thật của chị, cái chân thật đó làm cho mọi người đều tin. Và quan trọng là cái sự chân thật đó người ta không có đề phòng. Chị nói gì ra người ta ngồi ta đón nhận nó thôi chứ tao không đề phòng vậy. Bây giờ chị đang có trong tay 100 triệu, chơi nữa không? Chơi đại đi. Nữa đi. Chơi tiếp vòng 6 đi chị Tư, vòng 6 là không có tiền. Đó, thua thì mất tiền mà chơi thắng không 6. Có tiền. Thắng tặng tiến luật, chịu không? Chị thắng vòng 6 em về nhà chị ở một năm luôn.
cưng quá, cưng luôn thiệt á. Thôi chị về được rồi. Bỏ ông nhà tội nghiệp lắm. Chị, kỳ này chị về Củ Chi sẽ đình đám. Đình đám. Bà chè trăm triệu, bà chè trăm triệu. Bà, người ta bu, người ta ăn chè bà thôi. Không ăn chè Củ Chi nữa. Ăn xong người ta nói có trăm triệu rồi, trả tiền chi nữa. Nói chuyện thấy ghét rồi. Ghét ghê. Phá tiệm chè ta. Ở ngoài đẹp trai hơn trong truyền hình á. À, ở ngoài đẹp trai. Ở ngoài, tiếng lực đẹp trai không? Mày thì hỏi nói rồi. Mày khỏi nói rồi. Bây giờ, chị có thích tiếng luật không? Hết, trời ơi, không phải là hết nhưng mà Hương nói với Thu Trang. Hương y như em Út vậy. Thì bây giờ thích tiếng luật mà thích bò, thích lẩu. Chị mà thích chè đi. Ừ, mấy bố làm cái quán tên thích chè. Có đi Củ Chi về ghé chạy ngang không bên. Không ghé ăn chè thôi. Dạ. Cái gì nữa, có chở anh ta ăn ghé. Dạ. Em sẽ ghé quán chè của chị. Cổng bê Đông Nam. Cổng em bê ơi, Đông Nam. Em ơi, cất cái bản giùm anh đi mấy đứa. Hai đứa mày chủ nhật về ăn bánh xèo. Về ăn bánh xèo cái ta lấy ghe ta chở mình đi hả bức sen chơi. Bên đó vui lắm. Vui vui. Bà bây giờ mình có lấy không? Lấy mừng chứ. Lấy bà lên là trao cho chị Tư tôi đàng hoàng chứ. Chị lấy phải không? Không, thì dầm nó đi, thiệt luôn á. Dầm nó. Thôi thôi. Dầm nó đi. Bây giờ được hay không có đường trăm rồi. Cái này là lên tới sân thượng rồi chị. Vòng nữa là chỉ có một là nhảy xuống thôi chứ. Nhưng mà ông xã nhà làm nghề gì? Có làm gì đâu. Nhà bật tivi coi đợi chị đem trăm triệu về hả? Ổng thương binh. Dạ. Ổng thương binh. Ờ. Ổng có ăn chân à. Thấy thương quá à. Mày nói là chị ơi, ở đời chị phải biết ổng là cái chén mẻ ăn thua chị Trang tí đầu ăn là cái món ăn nó sẽ sinh động đúng y luôn. Nghe lời mày á. Em á hả? Mà em đóng góp gì trong chuyện đó? Mà tao nói cái gì mày nói ổng cũng nghe được. Tao nói nó nói vậy á. Gia đình nào mày cũng nói ừ, ăn thua cái hạnh phúc gia đình là tốt. Chị bây giờ đạt được rồi, rất là hạnh phúc. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bởi vậy người ta nói cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Ổng nói mày cặp mắt là cửa cái của tâm hồn. Thì đó. Mày thấy không? Cái này kể rồi. Ừ. Nói nghe nè, em nói thiệt á. Là đã qua rất là nhiều mùa của Thách Thức Danh Hài. Thì hôm nay em gặp chị lại thì nó cũng giống như cái hiện tượng của chị Dần. Cái năm đó là mọi người cười vì cái sự tự nhiên của chính cái nhân vật ở trên đó. Nó rất là dễ thương và nó thật thà. Tất cả mọi cái nó đến từ sự thật thà và cái sự duyên dáng của mình. Và em biết nói gì hơn là cảm ơn chị đã xuất hiện cho Thách Thức Danh Hài. Có được một cái thí sinh quá chất lượng như vậy. Và quan trọng hơn hết nữa là chúc cho cuộc sống của chị với lại ông xã thiệt là vui, thiệt hạnh phúc. Chị cảm ơn mấy với em cái số tiền này. Và chắc là bây giờ mình đường đường chính chính bước vào gala của chương trình đúng không? Đường đường chính chính bước vào gala chương trình. 100 triệu là đi đem về để dành chứ không phải là đưa cho tiếng lực đâu nha. Đừng lén lén cái thương rồi cái cắt miếng cho à. Thương thì thương chứ tiền này là để dành để mở quán chè bự hơn nha chị Tư. Nha. Bây giờ tặng ha. Tặng chứ. Rồi. Một trăm triệu.